Các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách đổi hình nền Telegram trên điện thoại nha. Thì để có thể đổi hình nền Telegram trên điện thoại thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Telegram của các bạn lên nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào một ba dấu gạch ngang này ở phía trên bên trái màn hình điện thoại nha. Thì mình sẽ nhấn vào. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào một setting nha. Mình sẽ chọn vào setting. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cái phần là chat setting nha, là cái phần này nè. Mình sẽ chọn vào chat setting nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cái phần là change chat background nha, là cái phần này nè. Rồi mình sẽ chọn vào phần đó nha, change chat background. Rồi tiếp theo ở đây nó sẽ có những cái hình background cho các bạn lựa chọn nha. Thì các bạn thích cái hình background nào thì các bạn có thể lựa chọn vào hình background đó. Ví dụ như mình thích cái hình này thì mình sẽ chọn vào cái hình này nha. Thì sau khi mà đã chọn rồi thì các bạn hãy nhấn vào cái phần blur hoặc motion thì tùy theo các bạn nha. Ví dụ như mình chọn vào blur thì nó sẽ ra như thế này. Khi các bạn chọn motion thì nó ra như thế này. Thì mình sẽ chọn vào motion nha. Rồi mình nhấn vào set background ở cuối màn hình điện thoại đó. Thì mình sẽ nhấn vào set background. Rồi như vậy là các bạn đã đổi cái hình background, chat background của các bạn, Telegram của các bạn rồi. Ví dụ như giờ mình vào như thế này thì như các bạn thấy đó là cái background của mình. Đã chuyển sang cái hình mà mình yêu thích rồi. Thì nếu mà các bạn chưa làm được hay có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.